Chiều ngày 8 tháng 8, do mưa lớn và lượng nước từ khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng đổ xuống, làm hệ thống suối Hai Bà Trưng thoát không kịp, đã làm ngập một số nhà dân nằm dọc con suối, từ cầu La Sơn Phu Tử đến giáp cầu Cao Bá Quát thuộc phường 6, thành phố Đà Lạt. Theo các hộ sinh sống ở đây cho biết, từ khi khởi động xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công đã tiến hành san gạt một khối lượng đất đá khá lớn, làm hệ thống suối Hai Bà Trưng ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc thoát nước. Vì vậy, sau các trận mưa, một khối lượng nước tại khu vực này thoát không kịp, làm ngập hết toàn bộ hoa màu và nhiều hộ dân tại khu vực này. Đặc biệt, cơn mưa lớn vào chiều ngày 8 tháng 8 đã làm ngập trên 30 hộ, với mức nước ngập vào nhà từ 0,5 đến 1 mét và làm thiệt hại nhiều tài sản, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân nơi đây. Hiện nay đã bước vào mùa mưa, để tránh tình trạng ngập nước và đảm bảo cuộc sống ổn định cho những hộ dân tại khu vực này, rất mong chính quyền địa phương và ban quản lý dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm và triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng ngập nước như hiện nay.